Rồi, Đinh Lô Búa xin mến chào 90 triệu bà con nông dân trên toàn thể đất nước nha. Dạo này khách ở xa người ta tới tiệm Đinh Lô Búa đông quá bà con, nên là Đinh Búa mình không có thời gian để mà soạn máy cho bà con ở xa này. Hôm nay Đinh Búa mình cố gắng bà con, soạn cho bà con lô này chắc được 21 cây á. Lô này có 21 cây thôi nha bà con. Và có những cây giá siêu rẻ luôn bà con, siêu rẻ luôn. Đây nè, đó, quá siêu rẻ luôn bà con, giá 1 triệu mốt nè. Còn giá 700 mà con hốt lẹ, con này không mất hết bà con, con này Đinh Búa mình khuyến mãi á, cái giá 700 là trên thế giới này không ai bán giá đó đâu. Rồi, hôm nay Đinh Búa mình lên lô này được 21 cây thôi bà con, để mình quay sơ qua cho bọn xem chi tiết nha, rồi sau đó mình báo giá từng con và báo số xi lanh, số sơ sơ từng con và con xem. Đó. Rồi, đó. Rồi. Con này khoảng 21 cây thôi nha. Rồi mình báo thể lợi mua bán bên mình luôn nha, là bà con nào ở Lâm Đồng thì có thể ghé tiệm mình nha, số nhà 606 đường 2 tháng 4 nha bà con, thị trấn Thành Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng. Và bà con đặt hàng bên mình là địa chỉ là bà con đặt hàng bên là liên hệ số thư ký mình nha bà con, 0344 862 079. Đó, số và bà con lưu ý không để số điện thoại bên dưới bình luận, không chuyển khoản cho số lạ, và số tài khoản bên mình là ngân hàng BIDV. Đây bà con, số tài khoản bên mình là 64110000877853 và chi nhánh là Đơn Dương Lâm Đồng nha bà con. Nghĩa là chủ tài khoản là Nguyễn Ngọc Đinh. Rồi. Và tiếp tục nha. Hôm nay Đinh Búa mình sẽ tiếp tục giảm giá cho bà con là 300.000 cho bà con nào ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. Đó, ở ba cái tỉnh này nha bà con. Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế, giảm giá 300.000. Và khi tiêu đời mình đổi là chữ đã bán, có nghĩa là cái lô máy trên video đó đã bán rồi nha bà con. Là bà con đừng có gọi hỏi cái lô máy đó nữa nha. Đó, là cái video mình để tiêu đời đã bán là đã bán rồi đó. Và số thư ký bên mình đây bà con, là bà con lưu ý là gọi chỉ, bên mình chỉ có một số này nhân viên là giao dịch nữa nha. Bà con đừng có để số bên dưới video là lừa đảo, nó gọi cho bà con, nó bắt bà con chuyển khoản, nó mạo danh Đinh Lô Búa mình là bà con mất tiền nha bà con. Đó, và địa chỉ bên mình là số nhà 606 đường 2 tháng 4 Tân Dương, Thành Mỹ, Lâm Đồng. Đó, rồi hôm nay Đinh Búa mình cố gắng quay cho bà con lô này khoảng có những cây giá siêu rẻ nha. Đó, hôm nay có đầu máy nha bà con, ba cái đầu này là TG25, TG24 và thằng này nó như TG24 luôn nha bà con, y chang luôn, nhưng mà nó tum rời, tum liền. Đó, ba cái này 1,5 triệu nha. Đó, sóng nha bà con, hơi lửa đầy đủ sóng. Và Đinh Búa mình bỏ cho bà con hai bình xăng, hai cái này nó thiếu hai bình xăng nhựa nè, mình bỏ cho bà con hai bình xăng nhựa luôn nha. Ba cái này bán hết nha, không bán lẻ nha bà con, bán hết. Rồi cái đầu Maru này là 26 sơ nòng 34 ly nha. Đầu này giá 1,2 triệu bao ship nha. Đó. Đầu này nổ rồi nha bà con, nổ rồi. Giá 1,2 triệu bao ship. Đầu này nòng 34 ly nha bà con. Đó. Nổ rồi. Còn ba cái đầu này chưa nổ nha, ba cái đầu này chưa nổ, bán không bao gì hết. Không bao nổ nha, không có bao gì hết nha bà con. Giờ bà con xúc rửa bình xăng cho nó nổ là được. Đó, rồi. Rồi hôm nay mình có con số 1 giá 700 thôi. Con này nó là Rubin nha bà con, 23 cc nòng 34 ly nha, Rubin. Nói chung nó là Rubin tum nhôm nha bà con, Rubin này tum nhôm. Con số 1 giá 700.000 thôi. Rồi con số 2 là giá 1,1 triệu nha. Con này nó là Sidewa 20 cc nòng 30 ly nha. Con số 2 giá 1,1 triệu. Rồi con số 3 là Maruyama nha, 20. Con này hai mấy ta? Con này chết mẹ rồi, 26 sơ rồi, bán lộn trùng rồi, thâu lỡ rồi trao luôn bà con. Con này 26 sơ nha, nòng của nó 34 ly lận, nhưng mà nãy mình tưởng nó 23 sơ bà con, mình để lại đây. Giá 1,4 triệu thôi bà con nào hốt lẹ nha, nữa không là giang hồ nó đu mất đó bà con, hốt lẹ đi. Con này con này đáng lý là nó tới 1,7 triệu lận bà con, nhưng mà nòng nó 34 lượng, nhưng mà mình mấy đứa nó đỡ nhầm nữa bà con. Bán luôn không sao, Đinh Lô Búa mà ăn chơi sợ gì mưa rơi. Rồi con này giá 1,4 triệu nha, con số 3. Rồi con số 4 giá 1,4 triệu luôn mà con này nó có trợ lực nha. Ổ giật này có trợ lực nè. 23 cc Maruyama nha. Đó, bà con nào mà quên nói bà con chứ, dòng Maruyama này nó dập lóc với Inja Bang nha. Nên là bà con nào mà mua máy Nhật Bản á, mà sợ mua hàng nhái hàng này hàng kia thì cái Maruyama này thì yên tâm rồi, nó dập lóc với Inja Bang luôn. Và nó đẹp, dễ xài, nó thuộc dạng gà rừng của bà con. Nó là gà rừng, là nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ, bà con xài rất là ổn định, rất là nhẹ nhàng. Bà con nào thích máy nhẹ thì lựa dòng Maru mà mua, và phụ tùng rất là bao la đa dạng. Rồi hôm nay mình có con Isuki, con này nó 23 sơ sơ bà con, con số 5
giá 1.4 triệu. Nay Đinh Búa mình cố gắng quay nhanh nói lẹ bà con để khách khứa dạo này tôi vô đông lắm bà con, nên là không có thời gian để mà quay video á, để mà để bán cho bà con ở xa đó. Khi mà mình quay xong rồi bà con ở xa nè, bà con mua máy, còn chứ bà con ở gần là người ta tới đây người ta mua đông lắm. Rồi 237 con số 5 nha bà con, này là Isuki, con này nó xài bộ chế là One Pro gang ngang hai hồng xăng nha, hai hồng xăng Isuki tâm bằng nhôm nha bà con, tâm này bằng nhôm nè đó. Và đặc biệt con này nó có gà bóp bên dưới cây còn nè, gà bóp dưới này nhiều anh em hỏi dòng này lắm. Con này nồng 32 ly nha, nó con này mình lên chế độ hai tay cầm cho bà con luôn. Đây nè, mình lên tay cầm như vậy cho bà con luôn nè đó. Nói chung là bà con thích xài tay cầm ghi đông kiểu xe đạp và tay cầm gọn, gì cầm gì cũng được hết đó. Rồi con số 6 là giá 1.5 triệu nha, con này nó 26 cc lượng, nồng 34 ly. Con này nó là Komatsu Geno bà con, Geno quá đó, nó lủng lỗ đây nè, không ảnh hưởng gì tới máy đâu nha. Giá 1.5 triệu con số 6, đây là nó 26 cc nha bà con, 26 cc nồng 34 ly nha. Tất cả máy đây là bao cho bà con là tay lái ghi đông đầu bò là rinh hết nha bà con. Trắng cỏ là bên mình sẽ bỏ trắng cỏ rinh cho bà con luôn, chứ không bỏ trắng cỏ lô đâu nha, đầu bò bỏ đầu bò rinh cho bà con luôn đó. Và đặc biệt cái con số 6 này nó có ga bóp nha bà con, đây nè ga bóp nè đó, ga bóp này ga bóp dẻo không ai cứng đâu nha, dẻo lắm bà con nè, bẻ thử nè đó, dẻo, ga bóp dẻo nha đó. Rồi con số 6 giá 1.5 triệu có ga bóp nha, con này nồng 34 ly nha bà con, nồng 34 ly 26 cc Geno Genwatt chạy, đây nè có ga bóp dẻo. Rồi tiếp tục con Maruyama con số 7 bà con, con này 26 cc nồng 34 ly, có ga bóp luôn, ga bóp nó cứng nha. Con Maru này nó xài ga bóp cứng nha bà con, đây ga bóp cứng nha bà con đó, cần nó đây nè, 26 cc nè bà con, thấy không? Rồi quay đó, quay to ra cho bà con xem. Rồi con số 7 giá 1.7 triệu nha, Maruyama, con này nó đang xài bộ chế hai kim nha, chế One Pro luôn, One Pro hai kim chế xịn nha bà con đó. Rồi con số 7 là giá 1.7 triệu nha bà con, có ga bóp, bình xăng còn trắng đẹp đó, còn cao su luôn nè bà con thấy không, còn cao su giữ cái này luôn đó. Máy này là bên mình đã làm nổ hết rồi nha bà con, nhưng mà khi chuyển hàng cho bà con là bên mình sẽ cho thợ test lại lần nữa rồi mới gửi cho bà con. Con số 8 là giá 1.7 triệu nha bà con, con này nó có trợ lực Maruyama luôn nha, dòng Maru này lóc nó nhập bên Nhật Bản luôn nha bà con đó. Con số 8 này đẹp, số 8 này đẹp bà con đó, con số 8 giá 1.7 triệu rồi, đẹp 8 đẹp lắm nha. Rồi quay con số 8 bà con xem, con số 8 này nó 26 sơ sơi bà con, đây nè 26 sơ sơi, nồng 34 ly, mình có ghi số ly nồng bao nhiêu ly là mình ghi trên cây cần nè, bà con nào mua máy mà không biết thì cứ nhìn trên cây cần là thấy nồng bao nhiêu ly nha. Rồi con số 8 là số thứ tự giá đây, giá 1.7 triệu, con này nó có trợ lực nha bà con, con này nó cắt lúa cắt cỏ voi rồi được hết nha bà con. Bà con nào mà vừa mua máy mà cắt lúa hay cắt cỏ voi á mà muốn cái máy nhẹ thì lựa dòng Maru này mà mua, tại vì nó máy nó nhẹ, cầm nó nhẹ lắm bà con, nó nhẹ nhưng mà nó nòng nó to, nòng nó 34 ly là bà con cắt cỏ voi hoặc cắt lúa rồi thoải mái luôn đó. Tại vì cắt cỏ voi là phải nòng 34 ly nha bà con, nó cắt mới nổi, tại vì nòng 34 ly là nó cắt được cỏ voi cắt lúa rồi được luôn, cắt thoải mái luôn, rất là mạnh, tại vì 26 sơ sơ là bán rất là chạy nha, cực kỳ chạy luôn đó. Rồi con số 9, con này cũng 26 sơ sơ nòng 34 ly luôn nha bà con, giá 1.7 triệu. Con này Etin là thương hiệu của Đức nha bà con, dòng Etin này mình bán chạy lắm, cực kỳ chạy luôn. Con số 9 nha, số 9 Etin này bán chạy là lý do là nổ rất là giòn, chạy rất là lợi xăng bà con đó, nên mình bán chạy chạy hàng con này. Rồi Etin con này giá 1.7 triệu nha bà con. Con số 10, con này giá 2 triệu nha, số 10, 11, 12 và 13. Rồi bạn đồng giá bà con, 11, 12, 13 đồng giá, nên quay bà con thích lấy nào lấy nha. Và mình báo ưu điểm và những con này nha. Đây con chỉ có con số 11 là không có trợ lực nha bà con, nè con này không có trợ lực, còn lại con số 10 có trợ lực nè, số 12 có trợ lực và số 13 có trợ lực. Nhưng mà cái con số 11 này nó có tay ga bóp bà con, đây là có ga bóp này, và còn nó có ga bóp và nó có cái điểm này bà con, nó có mút này, 26 sơ sơi. Nhưng mà bà con lưu ý nha, đây giờ mới là phần quyết định bà con. Cái con số 10 này 27 sơ sơi nha bà con, Maru này 27 này nó hiếm lắm, đa số 26 ở lộn này, kêu rít bà con, kêu rít đó, 272 này đó,
cái dòng Kyrix này đa số là nó 26 cho sơ chứ không có 27 đâu nha bà con, mà 27 là hàng hợi bà con. Thằng 27 này nó là hàng hợi, chạy nó mạnh hơn 26 đó, mạnh và bốc hơn 26 và nó cải tiến hơn thằng 26 luôn, cho nên là cái thằng Kyrix 26 này nó là hàng hợi và rất là săn đón và sưu tầm anh em đó. Rồi con Kyrix này cũng 27 luôn nè, đó 27 luôn, là con số 10, 11 và 12 là 27 cc, nồng 34, 35 ly gì đó. Thường thằng 26 cc nồng nó 34 bà con, nhưng mà thằng 27 này chắc nồng của nó cũng 35 sau đó, mình chưa dỡ nồng này ra coi nữa. Rồi con số 10, 11 và 12 giá 2 triệu bà con đó. Và đặc biệt là cái con số 11 này nó có gà bóp, nó có gà bóp nha, nhưng mà cái con số 11 này nó không có trợ lực nha bà con. Còn cái con số 10 và con số 12 là nó có trợ lực. Rồi con số 13 là cái con đẹp nhất nè. Cái con này á, nó chỉ có 26 sơ sơ thôi nha bà con. Đó, mấy anh kia 27 lần nhưng mà nó 26. Nhưng mà bù lại nó đẹp, nó đẹp hơn mấy anh kia bà con, nó đẹp hơn tí thôi, chứ không đẹp hơn nhiều đâu, đẹp hơn tí. Và nó có ga bóp, đó, nó ga bóp đây nè. Cái con nó là con Titan nha, con Titan luôn, đẹp. Còn nó màu cam cam, màu vàng đó bà con, màu vàng gold á, nhìn nó như vàng á, nhìn nó như vàng tay bà con, đó. Rồi con số 13. Con số 13 đẹp lắm bà con hốt lệ, số 13 đẹp á, có trợ lực luôn. Đó, còn mấy con này thì nó là 27 sơ sơ. Con số 13 này bà con lưu ý nha, nó chỉ có 26 sơ sơ thôi, cho nên là nó sẽ yếu hơn cái con số 12, 11 và 10. Đó, tại vì cái con số mấy cái thằng mà 27 sơ nó mạnh lắm bà con. Không hiểu sao mấy thằng 27 số lẻ nó mạnh hơn những cái thằng 26. Mình cũng chưa biết nữa. Tại vì cái công suất nhà sản xuất á, tại sao nó không để 26 bà con mà nó để 27, là chứng tỏ nó mạnh hơn đó bà con, nó mạnh hơn đó, công suất nó mạnh hơn. Rồi. Hôm nay mình có con Estin, con số 14 bà con, giá trị 6 là tùm rồi luôn. Estin 26 sơ sơ nồng 34 ly. Tùm rồi, hôm nay mình có toàn là 34 ly không. Đây để anh quay cho bà con xem. Mình nổ thử con này cho bà con thử con này nó nổ thế nào nha. Đó, đóng e nè, lên ga nè, giật nè. Đó, con này nó nổ siêu giòn đấy nha. Bà con đừng có tưởng em nó vậy mà bà con coi thường nó nha, nổ cực kỳ giòn luôn. Con này nó còn dây đeo để chữ Estin luôn nè. Đó, nguyên bản nó luôn đó bà con. Nồng 34 ly nha bà con, nồng 34 ly con số 14. Giá 1 triệu 6 rồi, tùm rời nha. Tùm này là tùm 260 bà con, gắn bương được bình xịt thuốc luôn nha. Con này đáng lý nó chạy bộ chới là bít tông ga ga đứng bà con, nhưng mà bên mình đi uống mình ga tinh tháo dục rồi. Cái bộ chới của thằng này nổ dở lắm bà con, nó khó nổ, nên là mình lên bộ chới 260 đời mới. Bộ chới này là gọi là bình xăng con bà con, 260 đời mới á, có nghĩa là sau này bà con hư bà con mua tại địa phương gắn vô được luôn. Đó, gọi là bình xăng con 260 á. Con này hơi chắc nịch luôn nha, con bô đi đứng nổ giòn siêu giòn luôn. Hơi chắc, nổ bóc nha, bao bóc luôn. Rồi, xong. Con số 14, giá triệu 6 nha. Bà con hốt lẹ nha, chứ con này là bảo đảm bà con tum rời. Giá triệu 6 nồng 34 ly là sẽ có anh em mình hút nhanh luôn á. Con này là VIP á, nhìn nó nhưng mà vỏ của nó không được đẹp đâu bà con. Vỏ nó xấu, dòng Estin này vỏ nó không đẹp đâu, nhưng mà chạy bóc lắm bà con. Con này mình đã lên chới rồi, đã lên chới thì xài rất là ngon nha. Tại vì cái dòng này nó máy thì rất ngon, nhưng mà nó dở bộ chới bà con. Nhưng mà mình đã thay bộ chới đó rồi, dục bộ chới nó dở lắm, nên là mình lên bộ chới 260 đời mới rồi. Rồi nó là Estin 26 sơ sơ nồng 34 ly nha bà con. Đó, rồi tiếp tục. Hôm nay mình có dàn siêu mẫu và mấy anh này, mấy anh châu cái bà con, châu cái nguyên bày châu cái luôn. Bày này toàn là dàn thứ dữ bà con. Đây nè, anh này là Maru 330 nè, Maru 330 330 330 luôn. Còn anh này là anh Hu Cà Ná, đó, 125R, đó, Hu Cà Ná bà con. Còn này là Maruyama 2620, đó, nguyên bày châu cái đây luôn nè. Anh em hôm nay, anh em nào săn lùng châu cái thì liên hệ lẹ nha, chứ không là lô này bảo đảm với bà con là hết nhanh luôn á. Rồi, con số 15, giá 2 triệu bà con. Hôm nay là em này là em Ngọc Trinh bà con, đùi trắng như Ngọc Trinh luôn nè, thấy cặp đùi, cặp giò nó. Đó, bình xăng nó nè, còn cao su luôn bà con, thấy không? Cái đồ má nước đâu mà chảy dữ vậy? À, không phải nước đâu bà con, xăng á. Xăng. Cái nắp này nó bị móc. Nắp này nó bị móc cái móc cái ron à. Đúng rồi, nó móc cái ron bà con nè. Nó móc cái ron là nó nước xăng nó chảy.
Rồi đợi lát bảo mấy đệ tử nó bỏ luôn. Con này 26 sơ sơ nha bà con, có trợ lực nồng 34 ly, đó có tum rời nữa đó. Cái dòng mà nhiều anh em hay tìm săn đón đó, săn lùng là 26 nồng 34 tum rời có trợ lực là siêu hiếm luôn. Tum rời mà có trợ lực là nó mới hiếm nha bà con, chứ còn mà tum rời đa số cái dòng máy tum rời là không bao giờ nó có trợ lực, chỉ có thằng này có thôi đó. Thằng này là tum rời có trợ lực, đa số thằng có trợ lực này nè là nó tum liền thôi chứ không có trợ lực nha bà con, chỉ có thằng này là nó có tum rời có trợ lực. Con số 15 giá 2 triệu nha, nồng 34 ly, đẹp. Con này còn đẹp lắm bà con, lóc dập mới in da băng luôn đó. Anh em nào bà con nào mua máy á mà mua hàng bãi á, mà sợ không đúng hàng Nhật bãi á thì mua con này. Con này nó lóc dập mới in da băng, lóc nó dập mới in da băng luôn, cho nên là bà con, nhiều bà con mua máy cứ hội nghi sợ. Nói chung là người với người với nhau á, nhiều bà con không có tin tưởng, nghi ngờ á, là sợ mua chúng hàng nhái hàng này hàng kia. Nhưng mà con này lóc nó dập mới in da băng này bà con, đó bảo đảm với bà con luôn, hàng chính hãng luôn đó. Nó đó Maruyama 26 bà con, đây nè, 26 giờ sơi, nồng 34 ly nha. Tâm rời ốc tán rồi còn trắng tinh luôn, đẹp. Con này còn đẹp lắm nha, đẹp lắm. Rồi con số 15 2 triệu, con số 16 2 triệu 1 nha. Tại sao con này nó mắc hơn 100 ngàn bà con? Con này nó còn vip hơn con số 15 tí, nó vip hơn tí bà con. Tâm này nó còn tem nè, đó bà con thấy không, nó còn tem luôn nè, đẹp nè. Đó em này cũng em Ngọc Trinh luôn nè. Và nó này nó đang xài bộ chế quanh bờ rố hai kim bà con, nó có kim chỉnh đằng kia luôn nè. Đó con số 16 giá 2 triệu 1, số con đỉ á, 2 triệu 1 là giá con đỉ. Đây, con này mới là vip đó bà con. Con này nó cái đầu bò của nó nè, nó có tăng, nó có cong lên cong xuống bà con. Nè đó, đầu bò này nó có chức năng là bà con nới lỏng ốc này ra này, lấy cao su này ra nè, nới lỏng ốc này ra, trong này nó có hai ốc bà con, nới lỏng ra bà con kéo nó lên bẻ xuống được luôn. Đó đầu bò thằng này hay lắm nha, chức năng nó bẻ lên bẻ xuống được luôn. Thằng này nó có chức năng đầu bò, bà con nào mà vô góc cạnh đồ mà muốn cái đầu bò này nó cong xuống thêm 100 độ nữa thì bẻ nó xuống. Đó là thằng này. Rồi Maruyama nha, con này đẹp lắm á, con này còn đẹp vip, con này vip nha, giá 2 triệu 1 thôi bà con, giá quá hời luôn bà con, hốt lẹ nha. Con này bao với bà con là móc nhanh luôn á, con này thôi chắc lắm, dây vô còn đẹp nè, thấy không? Mày không biết có xăng đây không, nổ cho bà con xem mà chắc hết xăng rồi, thôi hết xăng rồi. Rồi con số 17, con hu cà ná bà con, giá 2 triệu 1 luôn. Anh em nào chuộng cái thương hiệu hu cà ná đi thì hốt em nó nha, giá 2 triệu 1 thôi. Đó con này nồng 34 ly nha, hu cà ná. Hu cà ná này nó dập trong lót là mới in da băng nha. Hu cà ná là thương hiệu của Thị Điển bà con, nhưng mà thằng này nó dập lót mới in da băng nha bà con. Đây nè, nó dập đây nè, chứng tỏ là em hu cà ná này nó là hàng nội địa Nhật bà con, hàng có nghĩa là hàng Nhật bãi, nó hàng bên Nhật. Hu cà ná là thương hiệu của Thị Điển, nhưng mà nó là hàng của Nhật nha bà con, hàng của Nhật sản xuất tại Nhật. Rồi hu cà ná 125R. Đó con này nói chung là còn đẹp xuất sắc, số 17 giá 2 triệu 1 thôi. Rồi nồng 34 ly nha, tum rời luôn bà con, tum 260, tum này bà con cắt cỏ gắn bình xịt thuốc được luôn nha, muốn chế độ gì cũng được đó. Rồi con số 17 giá 2 triệu 1 thôi. Rồi tiếp tục con số 18, con này nó mắc 200 ngàn, nhưng mà nó nhiều ưu điểm nha bà con. Con này nó tới 330 lượng đó, có nghĩa là nó 33 sơ sơ bà con. Hồi giờ bà con thấy Maru mà 320 là nồng nó 38 ly rồi, mà thằng này nó trên thằng 320 đó nữa là nó có nghĩa là nó 330 bà con. Thường Maru mà 320 là nồng 38 ly nha bà con. Maru bà con đừng có nhìn theo công suất sơ sơ nó, có nghĩa là thằng Maru thường thường nó nồng nó to nhưng mà cái số sơ sơ nó lại nhỏ, không hiểu sao nó vậy, nhưng mà nồng nó to bà con. Thằng này nó 330 là thằng 320 là nồng 38 ly rồi, nhưng mà thằng 330 này chắc nồng nó 39 ly bà con, tại vì nó lớn hơn một số so với thằng 320. Rồi con số 18 giá 2 triệu 3 đó bà con. Đây tum rời nha bà con, đó tại vì mấy thằng này tum rời nồng nó 39 ly nha. Rồi con số 19 giá 2 triệu 3 luôn đó bà con, thích lấy nào lấy nha. Hai con này đều là 330 hết, 330 nha. Maru 330 đây nè, đó bà con thấy không, Maru 330 đó, nồng 39 ly nha. Con này bà con chạy cước thì thôi chứ thoải mái luôn, bao giờ con chạy thoải mái luôn á, chạy vô địch luôn á. Đó xài thoải mái mạnh, dòng này chạy mạnh lắm nha. Anh em ở Đắk Nông Đắk Lắk chuộng dòng này lắm đó, ở Đắk Nông với lại Đắk Lắk hay hỏi dòng này lắm, nhưng mà không có nhiều đâu nha, ít lắm, mấy dòng này giờ ít lắm. Rồi tiếp tục, hôm nay có một con thứ dữ nha bà con, con số 21 giá 2 triệu rưỡi bà con. Con này nó cũng là Maru 330,
Nhưng mà con này nó hay ho ở chỗ là nó xài tum lớn mà con. Đây tum to. Đó như hai con kia nó xài tum nhỏ mà con. Đó tum nhỏ đó, đó thấy không? Nhưng mà thằng này nó xài tum to nha. Tum to nè. Tum to và bố nó là bố to. Bố to luôn nha. Và ống cần của nó là ống 28 phi 28. Đó, ống cần phi 28 đầu bò khủng khiếp luôn. Đầu bò to lắm. Đó. Rồi, ống cần phi 28 nha, tay lái cũng to luôn, cái gì cũng to hết đó. Mà thằng này cái không khí khô gì cũng to, thằng này nó thích hợp với anh Tây thôi, cầm mới chịu nổi anh này thôi. Cho anh Việt Nam mà chết luôn á. Rồi con số 21 nha, giá 2,5 triệu bà con. 2,5 triệu nòng 39 ly. Nòng 39 ly bà con. Con này siêu vip nha, là tum to. Con này anh em hốt lẹ nha anh em. Tum to này nhiều anh em hỏi lắm mà không có đâu. Đó, tum to. Bố to. Nói chung là cái gì cũng to rồi. Cái con cuối cùng là con số 20. Ủa, hai con này sao nó lộn chuồng rồi ta? Thôi cỡ mà. Bà con cứ đặt con số 20 bình thường đó nha. Đợi lộn chuồng thì cỡ nó, nhưng mà bà con cứ đặt bình thường đi. Rồi con số 20 này là giá 2,2 triệu. Con này nó là Isuki nha bà con. Tum to luôn. Tum to bố to nha. Ở hai con này là tum to bố to. Tum to bố to là sao bà con? Nghĩa là cái lực tải của nó mạnh hơn là tum nhỏ, bố nhỏ. Đó là mình bán mình cũng phải giải thích cho bà con hiểu. Chứ không nhiều khi mình không nói bà con không có biết. Tum to bố to là cái lực tải lực quay của nó mạnh hơn thằng tum nhỏ bố nhỏ nha bà con. Đó ví dụ hai thằng này nè. Đó hai ba thằng này nó cùng công suất. Nó cùng công suất nha. Đó. Cùng công suất cùng nòng nha bà con. Nhưng mà cái thằng tum to bố to này nó mạnh hơn cái thằng tum nhỏ bố nhỏ. Đó đơn giản vậy thôi dễ hiểu mà con. Đó cùng công suất cùng xi lanh cùng nòng. Nhưng mà anh ông nội này ông mạnh hơn. Ông mạnh hơn nha bà con. Bảo đảm với bà con là nó mạnh hơn. Đó. Và cái bố con thằng này nó trùng với thằng Trung Quốc nha. Bà con mua bố Trung Quốc bỏ vô được luôn á. Đó, thằng này cũng vậy nè, bố nó trùng với lại bố con 430 Trung Quốc. Rồi, con Isuki này giá 2,2 triệu nha. Quên nói bà con, Isuki này cần của nó 28 ly nha. Phi 28 ly. Cần to lắm nha bà con, mà cần nó dài luôn. Cần to mà dài nữa, đầu bò khủng khiếp luôn. Nè bà con nhìn đầu bò nó là bà con mê liền. Đầu bò đã lắm, đầu bò này bà con xài sướng lắm. Đầu bò to, cái cần dài. Đó. Đó, cần dài to nha. Rồi, con này biết có xăng đây không? Nổ cho bà con xem luôn. Từ áo này chắc hết xăng rồi. Isuki này nó khủng khiếp lắm nha bà con. Giá có 2,2 triệu thôi. Là bao cho bà con chạy cước. Nói chung là chạy cước đồ đi cắt mướn cắt thơi rồi được luôn. Đó đi cắt kiểu gì cũng được hết. Đó. Mạnh cực kỳ nha. Con Isuki mạnh lắm. Con này mạnh cực kỳ luôn nha. Đó bà con nào mà đi cắt mướn cắt thơi thì nên lấy con Isuki mà xài. Coi giờ tại vì thằng Isuki này xài nó bền nha bà con. Nó bền cực kỳ luôn á. Và cái cần của nó cũng chắc nữa. Cái cần chắc nịch luôn. Cái cần chắc lắm nha. Đó, rồi. Rồi để quay lại cho bà con xem nha. Rồi kết thúc video. Rồi bà con có nhu cầu liên hệ cho cái con thư ký nhà mình nha. Số điện thoại là 0344862079 và liên hệ đặt hàng nha bà con. Tại đêm bố mình còn phải làm nữa bà con. Giờ này chưa ăn cơm luôn á, chiều rồi nè. Giờ này cũng 3-4 giờ chiều rồi mà đêm bố mình chưa ăn cơm trưa nữa. Còn phải làm nữa bà con. Đó làm nhà lính đông lắm mà con lính cả 6-7 thằng lần phải lo làm mà con. Chứ không làm mà tiền đâu trả tiền lính mà con. Tháng trả tiền lính mấy chục triệu mà. Đây là đó bà con thấy lính không thằng. Cái thằng cu đen này nè. Đó nhìn nó men lì vậy chứ nó bơi đời bà con. Cái thằng này nó bơi đời nó thích con trai thôi. Nó không thích con gái đâu. Đó hình bà con nhìn nó men lì không. Đó còn thằng kia là thằng cu lép. Đó cu lép kia thì nó lại thích con gái chứ nó không thích con trai. Đó còn cu đen này nè nó thích con trai bà con. Nó bơi đời chuẩn bị đi Thái Lan chuyển giới rồi. Còn ở mấy thằng kia đó nó ăn nó đi không à đó. Nó đi chơi mà nó có chịu làm đâu. Đinh bố mình làm chết mẹ luôn bà con. Phải đi đóng hàng nữa phải làm bà con chứ không phải ở không đâu. Thôi Đinh bố xin mến chào bà con nông dân nha. Chúc bà con mạnh khỏe nha. Và chúc bà con ở mấy cái tỉnh miền Trung đang bị lũ lụt vượt qua khó khăn. Và gia đình nó đồng tụ xung quầy nha. Bà con nào lưu ý nha. Ở trong 3-4 cái tỉnh này Đinh bố mình sẽ giảm giá cho bà con 300.000. Đó giảm giá trực tiếp 300.000 nha bà con. Cho dù bà con ở 4 cái tỉnh này mà đặt cái cây số 1 này nè là bên mình cũng vẫn giảm giá cho bà con 300.000 là còn 400 thôi. Đó. Rồi.
Thôi Linh Búa xin mến chào bà con và chúc bà con mạnh khỏe, gia đình ấm no hạnh phúc, con cái đầy đàn và đồng tụ. Rồi xin chào và tạm biệt bà con.